chào tất cả mấy anh em nha, và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều và vui vẻ, năm mới vui vẻ nha, và nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay chạy về từ quán cà phê, chạy về tính ăn cơm phần của nhà bán rồi, mà về gặp bà mẹ bà nấu chân cá sủ với thịt heo bằm á mấy anh em. Mình thì phải ăn cái món lắm, chân ngon lắm mấy anh em. Về bà mẹ mới chân sẵn rồi, để mình xây qua mình quay cái chân. Bà mẹ thì bà đang xào tôm khô. Đây cá sủ chân đây. Về là chơi làm gỏi cho người đáng sao đấy, đưa nắp cho con. Mấy anh em ơi, cái sủ chân thì mẹ má thường mới nêm đường bột ngọt không muối nha, cái sủ mặn lắm, với gừng sắc sợi ra với củ hành tím với tiêu. Mà mẹ má quên bỏ mấy trái ớt cho mình, thường ba chân mới bỏ ớt, còn mình thì mình ăn ớt ăn cay quen rồi. Bên đây xào tôm khô để bán bò bía nè mấy em, những tôm khô nhà muốn bán bò bía, mấy anh em không biết có ai biết bò bía không. Đây đang chân bà mẹ chân, thôi mình đậy lại một chút cái thùng mình. Đây bên đây cá rô kho bán cúp phần, cái này mình về mình gặp cái món này là mình phái lắm rồi, món này ăn tốn cơm đó. Đậu rồng với đậu rồng nè, hẹ, trời ơi có xà lách son nữa, hết sảy chiêu đi. Ừ. Ngon à. Cá thơm, hả? Cá mềm cá nữa, dễ. Chắc để tôi ăn 2 ngày quá chịu nên để ăn nữa. Ừ. Cái đó ăn sao hết, nó mặn. Chủ yếu là cái nước cá nó ra thấm vô thịt á mấy anh em, nó có cái mùi cá sủ vô thịt nó ăn ngon á. Cá ăn cũng ngon nữa, mà cá để cho nó gã rồi chút nó hơi mềm ra, cho nó ra cái nước mặn hết rồi ăn ngon. Cái này trước khi mới là cá mặn là ngâm nước khoảng mấy tiếng, mà nửa tiếng cái đầu bóp cho nó ái quậy cho nó ra nước mặn hết. Cái nước mặn xong rồi cái đầu đem lên khử mở tỏi hả? Chiên sao là không à? Chiên cá nó chiên cho nó thơm lên hay là chiên cho nó chiên để thơm lên á? Cái đầu mới bằm thịt xong rồi ớt thịt vô mấy anh em ơi. Bằm thịt vừa bằm nấu bằm á, mua xay sẵn hả? Ừ. Trời ơi, rồi mình nêm bột ngọt với đường tiêu ăn, để mình lấy trái ớt, miếng trái ớt mình bỏ vô mấy anh. Cái đó có ớt nữa mới được. Đây mấy anh em ơi, vừa mới nhắc bà mẹ bà nhắc xuống để trên cái dĩa bưng ra này. Cá sủ hấp thịt bằm nha anh em. Đồ nhìn to đẹp ngon không? Đây để mình lấy con cá sủ lên cho mấy anh em xem. Đây. Hút đuôi. Bên đây thì cái thao gao. Bên này thì củ hành tím, có hành lá sắc để lên này thịt nè. Hôm nay mua cá nhiều dữ vậy, ôi sao cá không gì không thấy thịt vậy trời, thịt mới thấy con miếng này, thịt nằm dưới thường thường mà mẹ nó ưa để thịt nằm dưới, trời ơi cá nhiều dữ vậy, chết tao không thấy thịt nữa, rồi thắt không luôn rồi, chứ thường thường gần mà mẹ mới ưa để thịt dưới lắm nè, mình biết đây thịt nè nhiều lắm, dài quá tới đây nè. Heo nha, bữa nay bà hấp với thịt heo, mà bữa nay bà
Đúng ra có thịt bò với thịt heo á, hai cái bằm vô có thịt bò thì nó có cái mùi bò ngon lắm. Còn nếu mà không có thịt bò thì nó thiếu cái mùi bò, ăn cũng ngon chứ không không tệ. Có người thích mùi bò thì để thịt bò vô, thịt gan bằm á, mà thịt dụng gan bằm chung với thịt heo để chung vô, trộn vô xong rồi để vô. Cái này mà có tiêu xanh đó mấy anh em, để lên cái nữa là ăn tới tay luôn, ăn hay uống bia gì cũng ngon đó chứ. Thôi bây giờ mình vô mình ăn thôi, đói bụng quá trời, đói bụng rồi. Mình mời các bạn ăn chung với mình cá sủ hấp thịt bằm nha mấy anh em. Mấy anh em ăn cơm nha, mình mới ăn miếng cơm mấy anh em, đói quá. Ăn với cơm trắng mà còn nóng ngon lắm mấy anh em ơi. Thì nó cũng như khô vậy đó, nhưng mà nó ăn không ngán hơn khô. Ăn có gừng đồ thơm đồ với mình hấp thế nè, nó mềm cá. Mình ăn nó đỡ ngán với có mùi thịt chưa nữa. Quá ngon. Quên mở nó lên rồi, mở nó thơm không? Mà mấy em miếng thịt bằm này còn có bánh này rồi. Mỗi lần mà mẹ làm này mình khoái lắm. Cái này mà đậu gồng mà chấm là du lịch luôn nha mấy em. Mình phải đậu gồng chấm, còn ai ăn đậu gọng cũng được, chấm dưa leo cũng được, xà lách cũng được, hẹ cũng được. Còn ai mà sợ cá nó hơi hôi á, nó tanh lắm, sợ cá hơi tanh á, chấm rau thành tàu á, thơm. Đó ngon. Thịt cá là sớm bản ngâm cũng hơi lâu bởi vì nó không có mặn gì mấy. Mày có ớt vô anh mới ăn. Ăn cái này lắm anh em. Mình mà chấm rau nào mình thích ăn ha, là mình chấm cái này riết, chấm riết hết muốn ăn cơm luôn, ăn rau với cái này không. Cái này lúc ớp mấy anh em ớp đường thôi nha, với bột ngọt thôi nha, đừng ớp muối mắm gì cho với tiêu. Ớp này thiếu tiêu xanh mấy anh em, mình ăn cục thịt mình cảm nhận coi nó làm sao. Lúc mình đưa vô miệng á, mình chưa nhai á thì cái mùi cá nó nhiều hơn cái mùi mình nhai. Lúc mình nhai ra cái mùi thịt với mùi cá nó hai cái nó hòa quyện lên chứ chắc ngọt nó ra. Ăn cái miếng cá nó miếng thịt nó đỡ ngán, hấp không không có mùi cá vô nó ngán vô. Mà có mùi cá sủ này vô là nó thấm vô thịt đó, ăn nó đỡ ngán, hai cái hòa quyện nhau dễ ăn. Còn ăn cá không thì nó hơi mặn, nó hơi mặn với nó có cái da ăn cá sủ á. Ăn vô nó nhầy 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 dĩ gan là nhầy nhầy dĩ gan gì nữa ta, dĩ gan mà dê với heo, da heo mình luộc nó quá trời, ăn nó nhầy 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 quá chín, quá lâu. Cái này là chủ yếu là
để cho cá nó thấm vô thịt nha mấy anh em. Mà ai thích ăn mặn hơi á, ăn cá cũng ngon. Cá ngâm hơi lâu chút rồi nó không mặn gì mấy. Cái này nó dễ chứ mình khó nêm lắm nha mấy anh em. Ra cái nước á, con cá thì mặn mà ra nước vừa ăn, cái gì khó nêm lắm. Dưới cái thịt này nè, lúc mà bầm nó hay là nó thay rồi đó, vậy cái mình chải mỏng ra, gắt đường với bột ngọt trộn cho hơi ngọt nha, để cái nước con cá nó thấm vô nó hơi mặn vừa ăn. Còn mà nó không ngọt ha, nước cá nó thấm vô là miếng thịt nó mặn chát luôn. Bởi vì cái này khó làm á, mà mẹ rồi phải làm thường hoài quá, bà biết đường mà canh. Còn mình làm cái mình phải nêm thường, nêm cái nước luôn á. Lúc mình để lên hấp đó, chút mình lấy cái mình nêm coi cái nước nó ra làm sao. Trời, cậu rộng cái này. Hết cũng ăn mấy kêu. Thử hẹ. Thử miếng hẹ mình chấm vô miếng thơm mấy nè. Hẹ thì có ngọt ngọt, chấm vô này cũng thêm có hậu ngọt ấy. Đi nó ngọt thiệt, nhưng mà cái mùi vị của nó không hợp với cái mùi vị của cá thủ chân. Cái này hợp nhất, nó với dưa leo. Làm thử thì lắp xong rồi. Thử lắp xong thì nó có vị hơi đắng thôi. Nhưng mà mình nhai vô nó hơi thơm. Không, thịt lá son ở dưới này cũng được, nhưng mà nó không bằng đậu gọng với dưa leo mấy năm chứ đủ nhiều rồi. Và chắc mình dần dừng cái clip tại đây mấy bạn ơi. Chúc mấy bạn mạnh khỏe nha mấy bạn, bye bye các bạn.